Collagen thì hiện nay thì đang tràn ngập trên thị trường. Thế biết lựa chọn cái loại collagen nào tốt và giá cả hợp lý. Các chị em hãy dành một chút thời gian để lắng nghe, chia sẻ chân thực nhất về những cái dòng collagen hiện nay và lựa chọn cái dòng collagen tốt nhất, hiệu quả nhất và giá thành hợp lý nhất. Mời mọi người cùng dành thời gian đón xem. Ở các cái video trước kia ấy, thì em có chia sẻ cho mọi người rất nhiều về cái dòng collagen của Mỹ và tiêu biểu nhất đấy là dòng collagen Zutari 390 viên và dòng collagen Super Collagen của NeoCell 360 viên. Đây là hai cái dòng collagen có công dụng rất là tốt và được nhiều người đánh giá về cái giá thành hợp lý. Nhưng mà đây nó chưa phải là cái loại collagen tốt nhất và hiện nay nó không phải là cái dòng collagen hot nhất ở trên thị trường. Thì trong video ngày hôm nay thì em xin được chia sẻ với các chị về cái dòng collagen của Natureway Beauty Collagen Liquid. Cái dòng collagen này là dạng collagen nước của Úc và được đánh giá rất tốt về cái giá thành cũng như là chất lượng của sản phẩm. Bây giờ thì em xin được đi vào chi tiết phân tích về cái dòng collagen của Natureway. Mọi người cùng đón xem. Đầu tiên thì em cũng xin được chia sẻ qua cho các chị về collagen là gì. Như các video trước thì em có chia sẻ thì collagen nó là protein của cơ thể và nó chiếm đến 1/4 tổng cái lượng protein của toàn cơ thể. Nó nằm 70% ở da. Phần còn lại thì collagen nó lại nằm ở những cái vị trí như là móng và tóc. Ngoài ra thì nó có nằm ở những cái bộ phận như là xương khớp, dây chằng. Cái lượng collagen của cơ thể theo thời gian thì nó sẽ bị thiếu hụt, dẫn tới là những cái tình trạng như là da sẽ bị chảy xệ và nhăn nheo, kém đi cái tính đàn hồi. Như các chị thấy ở ngoài cái độ tuổi 30 thì chị em có những biểu hiện như là da nó sẽ nhăn hơn, có những cái vết chân chim sờ vào thì nó không còn cái độ căng bóng mà nó có cái phần nó kém đàn hồi. Vì vậy thì để bổ sung collagen thì các chị nên bổ sung collagen từ bên ngoài theo đường uống là cái cách bổ sung collagen mà được hầu hết các chị em lựa chọn. Việc bổ sung collagen có nhiều cách như là collagen dạng bôi, collagen tươi hay là một số cái dòng mỹ phẩm có chứa collagen. Nhưng mà cái lượng collagen ở trong những cái sản phẩm mỹ phẩm thì nó rất là thấp. Ngoài ra thì mọi người sử dụng cái collagen theo đường tiêm, thường ở những spa hoặc thẩm mỹ viện. Và một cái phương thức được rất là nhiều người lựa chọn đấy là bổ sung collagen dạng uống và tiêu biểu là collagen nước. Loại collagen dạng nước này thì có những cái điểm gì đặc biệt thì mọi người cùng lắng nghe. Collagen thì hiện nay thì có 3 loại: dạng viên, dạng bột và dạng nước. Dạng viên và dạng bột thì nó có những cái ưu điểm như là cái dạng collagen vừa rồi em có chia sẻ cho các chị là dạng viên và dạng bột. Đây là collagen dạng viên thì nó có một cái ưu điểm là giá thành của nó rẻ, nhưng mà nhược điểm của nó là hấp thụ hơi kém so với dạng nước. Dù là cái hàm lượng collagen ở trên bao bì này rất là lớn, mọi người nhìn thấy là 6.000mg. Nhưng mà dạng viên khi mọi người uống vào thì nó nằm ở dạ dày và ruột non. Nhiều khi thì nó chưa kịp hấp thu vào cơ thể thì nó đã bị đào thải ra ngoài. Và cái dạng nước thì nó có cái ưu điểm của nó là nó dễ hấp thu hơn và nó hấp thụ vào cơ thể một cách nhanh nhất. Nên là khi dùng cái collagen dạng nước ấy thì nó có những cái biểu hiện rõ rệt như là da nó căng bóng và được trắng sáng hơn. Trên tay em đang cầm đây là lọ Beauty Collagen Liquid của Natureway, màu trắng, vỏ nó bằng nhựa. Nên là các chị yên tâm, cái loại này vận chuyển thì không lo bị vỡ như là những cái lọ thủy tinh thông thường. Thì bây giờ em sẽ bóc cái sản phẩm này ra để các chị nhìn thực tế bên trong nó như thế nào ạ. Mời mọi người cùng chú ý đón xem. Thực tế ở bên trong đây ạ. Bây giờ thì em xin được đổ cái lọ Beauty Collagen Liquid của Natureway ra cốc để cho các chị nhìn thực tế cái sản phẩm bên trong ạ. Nước màu vàng nâu ạ. Và nó có mùi rất là thơm, mùi đặc trưng của vị nho. Và trong chai này thì còn rất là nhiều. Một chai này là 500ml thì còn khoảng độ hơn một nửa nữa ở trong chai. Và một chai như thế này thì uống với là liều lượng mỗi ngày là 25ml thì các chị có thể uống được trong vòng khoảng một tháng. Không chỉ cái dòng
NutriWay đâu, và những cái dòng collagen dạng nước cao cấp khác thì nó đều có những cái ưu điểm của nó là dễ hấp thụ. Thì những cái sản phẩm khác thì em sẽ làm video chia sẻ những video sau. Thì trong video ngày hôm nay thì em tiêu chí là muốn chia sẻ với chị cái dòng collagen phù hợp và chất lượng tốt nhất, giá thành hợp lý nhất. Collagen dạng nước thì lúc nào cũng được đánh giá cao hơn dạng viên và dạng bột. Và nhiều người đang so sánh là hàng của Mỹ và hàng của Úc thì nên lựa chọn hàng nào. Thì như mọi người biết ấy, thì Úc nó là một cái quốc gia cái nôi về cái thực phẩm chức năng. Và những cái hàng của Úc này nó là đa phần là hàng cao cấp và cái tiêu chuẩn của nó sẽ cao hơn của Mỹ. Nên là chất lượng về thực phẩm chức năng, không chỉ dòng collagen này mà những cái dòng uống khác như vitamin E, vitamin C thì hàng của Úc đều được đánh giá cao hơn hàng của Mỹ. Từ nãy giờ nói thì rất là nhiều nhưng không hiểu nó là của hãng nào và công dụng của nó ra sao. Thì em chia sẻ đây ạ, đây là cái collagen của NutriWay. Đây là một trong những cái hãng thực phẩm chức năng nổi tiếng của Úc. Không chỉ dòng collagen này, còn rất nhiều những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe làm đẹp cho chị em, kể cả cho cả bé nữa. Thì nó rất là tốt. Đây mọi người cùng nhìn ạ, có Australia đấy ạ. Cái sản phẩm em đang cầm trên tay, đây là hàng nội địa của Úc. Toàn bộ thông tin ở trên này đều bằng tiếng Anh. Có ghi những cái thông tin về sản phẩm như các chị nhìn thấy đấy ạ, Australia đấy ạ. Đây là website của hãng NutriWay.com.au. Và đây là mã vạch của sản phẩm 931. Sản phẩm này có hạn sử dụng là tháng 4 năm 2022. Chai bên ngoài là chai nhựa cứng, nên là mọi người yên tâm khi sử dụng cái dòng sản phẩm này mà vận chuyển xa thì không lo bị vỡ. Thông thường thì một số cái dòng sản phẩm mà như là của Neocell nó bằng thủy tinh, khi các chị vận chuyển thì có thể là bị vỡ, gây hư hại sản phẩm. Nhiều người đã băn khoăn là loại collagen này nó có tác dụng gì. Thì collagen này nó có những cái ưu điểm được kể đến như là nó giúp cho là da căng bóng, mướt mịn. Và dòng collagen này nó chứa collagen type 1 và type 3. Và đặc biệt là nó không có đường. Một chai này có thể tích là 500ml. Ngoài công dụng về collagen thì nó có chứa liquid. Nó có tác dụng là chống lại cái quá trình lão hóa, ngăn ngừa đến cái bệnh ung thư. Và cái sản phẩm này đặc biệt là dễ uống, nó có mùi thơm, có tinh chất nho, không chứa đường nên là mọi người sử dụng là không lo bị tăng cân. Một chai này 500ml thì mọi người sử dụng được trong vòng khoảng 1 tháng. Mỗi ngày mọi người sử dụng từ 20 cho đến 25ml. Và hãng NutriWay này nó còn có một cái dạng là collagen dạng ống, Beauty Shot. Và cái dạng này thì giá thành còn hơi cao một chút nên là đa phần thì mọi người lựa chọn cái dòng sản phẩm Beauty Collagen Liquid này. Đây là một cái lốc sản phẩm của NutriWay, nó gồm 3 hộp. Một thùng thì gồm 12 hộp. Thì mọi người xem đây, đây một lốc có ghi những cái thông tin của sản phẩm này. Mã sản phẩm có ghi chi tiết ở đây ạ. Số lô, đầy đủ các thông tin và được bọc ở trong màng giấy bóng. Mà một hộp này thì không có hộp mà giấy đi kèm, nó chỉ có như thế này thôi ạ. Nên là bây giờ em bóc ra để cho mọi người cùng nhìn chi tiết cái sản phẩm bên trong nó như thế nào. NutriWay Beauty Collagen Liquid. Thực tế cái sản phẩm bên trong nó như này đấy ạ. Hướng dẫn sử dụng Beauty Collagen Liquid. Thì để sử dụng cái sản phẩm này thì các chị nên lắc đều trước khi uống. Và mỗi ngày mọi người sử dụng từ 20 cho đến 25ml. Mọi người có thể sử dụng trực tiếp hoặc là pha với nước hoặc là nước trái cây tùy theo sở thích của mỗi người. Và dòng collagen này thì mọi người nên sử dụng buổi tối trước khi đi ngủ hoặc là nên sử dụng vào buổi sáng sau khi ăn, để cho cái collagen này được hấp thụ vào cơ thể một cách tốt nhất. Về bảo quản cái dòng sản phẩm này thì cũng không có gì khó khăn cả. Các chị nên bảo quản ở nhiệt độ là dưới 25 độ C và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng của mặt trời. Những cái lưu ý gì về cái dòng collagen của NutriWay này? Thì cái sản phẩm em đang cầm trên tay này, 500ml thì nó có trọng lượng của nó khoảng độ 500g. Nó khá là nặng. Nên là nếu mà vận chuyển theo đường bay để chất lượng được tốt nhất thì cái chi phí của nó khá là cao. Nhiều nơi họ bán cái sản phẩm này có giá chỉ 200 đến 300 nghìn một lọ.
nên là mọi người cẩn thận tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, nhiều khi hàng kém chất lượng hay là hàng đi theo đường biển, nên là cái chất lượng của sản phẩm nó không được tốt, uống vào không có tác dụng, nhiều khi còn gây nguy hại cho cơ thể. Nên là mọi người hãy cẩn thận khi lựa chọn những cái dòng sản phẩm này ở những cái nơi bán trôi nổi không uy tín. Mua collagen này ở đâu? Thì đây là một cái sản phẩm nội địa của Úc và được khá nhiều người lựa chọn, nên là hiện nay là ở Việt Nam là liên tục cháy hàng, nhiều khi phải đợi từ 10 cho đến 20 ngày thì mới có sản phẩm. Nếu mà mọi người cần tư vấn để đặt ngay cái dòng sản phẩm này thì có thể là liên hệ trực tiếp bên Hoa Beauty theo số điện thoại là 0985 229900 để cập nhật cái giá của sản phẩm ở cái thời điểm hiện tại và những cái chương trình khuyến mại. Cảm ơn các chị đã dành thời gian lắng nghe video. Hoa Beauty cam kết mang đến cho mọi người những sản phẩm chất lượng, sản phẩm chuẩn của Úc và giá thành hợp lý nhất. Nếu mọi người còn những băn khoăn thì hãy để lại comment. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe video. Hãy bấm like và đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất của Hoa Beauty về những dòng sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe.